Chào đón các bạn đã quay trở lại kênh của Eddie Cương Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại giá trị cho mọi người. Chúng ta cùng thực hiện món ăn của Chef Tommy ngay hôm nay nha. Xin giới thiệu với các bạn, đây là Tommy. Tommy là một đầu bếp trẻ hiện đang theo phong cách châu Âu hiện đại. Hiện Tommy là bếp trưởng của nhà hàng Ista Eatery. Ngày hôm nay thì Tommy đến đây với mục đích là giao lưu chia sẻ về cái ẩm thực Nhật của Cương. Ok, cùng làm thôi. Thì hôm nay á là mình đã có cái con nhân viên rất là ngon. Cái thứ hai á là tao muốn sử dụng là cái phô mai Camembert. Cái phô mai này á được làm ở Đà Lạt. Wow, được làm ở Đà Lạt. Và cái tiêu chuẩn như Tom thấy và Tom đánh giá là nó không gọi là nó không thua kém gì những nguyên vật liệu nước ngoài hết. Wow. Và nó cũng cho ra được những cái hương vị sản phẩm rất là ngon. Thì kèm theo đó thì Tom sử dụng nguyên vật liệu nhập một chút xíu, tức là nguyên vật liệu hơi đắt tiền một chút xíu, đó là gan ngỗng để mà kết hợp với lại cái con nhum này của ngày hôm nay. Đó, và kèm theo những cái nguyên vật liệu như là trứng cá, mật ong, rồi miso hay là tất cả những nguyên vật liệu mà anh có ngày hôm nay cùng làm nên một cái món. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm cái sốt của nó nha. Cái espuma này làm anh nhớ tới một người bạn. Và cái người này á, khi mà xem cái bình espuma này chắc chắn sẽ thả ha ha. Thì nhớ thả ha ha nhé. Tom sẽ không có sử dụng cái này với lại khoai tây và caviar. Thì bây giờ em có thể anh có thể giúp cho Tom cái việc gì không á? À, bây giờ cái gan ngỗng này nè, đó mình phải giữ lạnh nha các bạn, tức là nếu không nó sẽ chảy nó ra. Xíu nữa khi mà mình áp chảo á là nó sẽ bị khô lại, nó sẽ bị teo. Đó thì anh Cương có thể cắt này vào tủ lạnh giùm Tom được không? Có việc gì khó hơn không Tom? Ok, bây giờ anh Cương có thể là mình cắt cái này ra giùm Tom, xong rồi mình sẽ nấu nó ở trong này. Rồi, mình sẽ hâm nóng cái sốt cái kem này lên. Anh Cương có thể thử cái phô mai này rất là ngon nha các bạn. Cái vị phô mai này nó không có nặng mùi thế nào mà nó cực kỳ nhẹ nhàng. Nó mềm, cái vị mặn của nó vừa đủ, cái vị béo, sau đó là cái vị ngọt đậm đà ở sau thì nó rất là ngon. Rồi, các bạn cẩn thận là nó ấy nha, Tom không quen xài cái này. Rồi, bây giờ mình sẽ cho phô mai vô. Mình sẽ không muốn nó đặc quá, bởi vì khi mà đặc quá mình sẽ cho nó vô trong này nè. Đó, bóp là nó không có ra. Bóp nó không ra bởi vì nó quá sệt nha các bạn. Đó, cho nên là mình sẽ làm cho nó lỏng chút xíu. Cái phần phô mai này á, khi mà nó nóng lên nó sẽ chạy ra, và khi mà lửa mà nó nóng quá thì cái phô mai nó sẽ bị cháy. Cho nên là thứ nhất là mình phải để lửa thật là nhỏ nha các bạn, vừa đủ để mà cái phô mai nó chạy ra thôi. Và cái thứ hai nữa là mình phải khuấy nó thật đều, nó để mà cái phô mai nó tan ra, nó tan và nó không bị cháy cái phần đáy nồi. Bởi vì khi mà nó cháy nó sẽ ra cái vị khác, nó không có được ngon lắm. Cái sốt này thật sự là rất là mouth watering, còn gọi là chảy nước miếng á quý vị. Thật sự tôi đứng đây mà tôi thật lòng tôi cầm kìm lòng không nổi. Như các bạn thấy là cái sốt nó rất là thơm. Nó creamy. Cái kết cấu của nó rất là creamy. Anh Cương có thể xay cái này lên giùm Tom được không? Được. Rồi, Tom check giùm anh coi nó đạt như mong muốn của Tom chưa ha? Hay là mình phải nhuyễn hơn nữa? Tom muốn nó nhuyễn hơn. Nhuyễn hơn ha. Đúng rồi. Với lại nó hơi sệt. Đoán là nó bắt đầu nó chuyển sang nát bấy luôn rồi đó. Thì bây giờ Tom sẽ đổ nó vô cái bình này. Thì cái cách mà mình sử dụng cái bình này nè, ở đây nó là một cái, tức là nó sẽ có những cái gọi là cái maximum nè. Có nhiều bình nó sẽ có cái minimum, nhưng mà thường thì mình sẽ fill nó hơn nửa bình đó, tức là gần cái mức maximum để mà nó chảy ra được. Có thể cho nó vô.
À Tom ơi, thí dụ như mà nhiều bạn á, nếu như mà muốn cái kết cấu nó mịn hơn nữa, mấy bạn nó cắt cái rìa ở ngoài, mấy bạn sử dụng cái phần giữa không có được hay không? Hay là cần phải có những cái rìa ở ngoài đó? Ờ, theo như Tom á, thì Tom rất là thích cái rìa ở ngoài bởi vì nó có cái vị cheese ở bên trong á, nó mềm nhưng mà người ta đã nó đến một cái độ nhất định á, thì cái phần bên rìa bên ngoài nó sẽ rất là thơm, rất là ngon. À. Thường thường á, trong món Âu thì người ta sẽ nướng nó lên, sau đó là người ta rưới mật ong lên trên. Đó. Đó thì xíu nữa Tom sẽ dùng mật ong luôn. Tức là cái rìa ngoài này rất là quan trọng đối với cái món Camembert cheese này, đúng không? Exact. Đó, đây là phần mà các bạn cũng cần lưu ý để mà lỡ như mà các bạn không phạm phải cái sai lầm như vậy ha. Các bạn nhớ là khi mà mình sử dụng cái này nè, là mình sẽ phải vệ sinh hết tất cả các phần ở trong này. Cái nữa là phải có cái ron này, nếu không là cái hơi nó đậy ra mình sẽ không có mở được cái bình. Khi mà mình sạc nó vô, mình vặn nó vô, và sau đó mình sẽ đã ngược cái bình lên trên, mình sẽ lắc nó. Cho tới khi nào ha Tom ha? Mình lắc cho tới mình khi... Mình lắc khoảng tầm... mình sẽ để nó từ 1 tới 2 phút và sau đó mình sẽ mở ra, tức là gà nó đã bơm sạch vô rồi. Thì bây giờ Tom sẽ thử cái kết cấu của nó. Cường có thấy là bây giờ cái kết cấu của nó giống như là kem. Rồi, ở đây thì Tom có cái bánh phồng cá mặn. Bây giờ mình sẽ chiên nó lên. Mình sẽ chiên ngập dầu nó. Mình chiên nó giống như là chiên bánh phồng tôm đó quý vị. Thì thường thường ở nhà là mình sẽ có những cái đũa gỗ. Mình nó thử khi mà dầu nó sôi lên là nhiệt độ đó, là nhiệt độ sôi của dầu là 170 đến 190 độ C. Tức là để mà phân biệt nhiệt độ dầu, người ta có nhiều cách khác nhau với quý vị. Để mà biết được cái nhiệt độ dầu chính xác ở chỗ nào, các bạn quay lại tập Tempura nha. Nhớ like và subscribe cho tôi. Ok. Vậy thì mình đã xong cái phần bánh phồng cá mặn. Bây giờ mình tiếp tục với lại cái phần áp chảo gan ngỗng nha các bạn. Để mà áp chảo cái gan ngỗng này á thì mình sẽ nó điểm gì lưu ý ha Tom? Rắc nó lên, rắc lên trên một chút xíu muối. Muối. Mình sẽ không bỏ tiêu trước, bởi vì khi mà mình bỏ tiêu á, khi mà mình áp chảo nó sẽ rất là dễ bị cháy. Cái thứ hai là chảo của mình phải đủ nóng, tức là khi mà mình áp chảo thì cái chảo nó sẽ hơi bốc khói nhẹ. Và một điểm nữa là mình sẽ không dùng dầu để áp chảo gan ngỗng, bởi vì gan ngỗng nó sẽ tự tiết ra dầu và nó sẽ tự chín đó nha. Rồi bây giờ chảo nó đã bốc khói rồi thì Tom sẽ cho cái miếng gan ngỗng của Tom vô nha. Đó, mình sẽ không có di chuyển miếng gan ngỗng đi nha các bạn, tức là mình sẽ để nó ở đó cho đến khi mà cái bề mặt của nó có màu cánh gián. Đó, mình có thể thấy ở đây là nó bắt đầu nó có màu cánh gián, là mình sẽ lật lên. Chính xác. Rồi mình sẽ lật nó lên. Lưu ý là các bạn có thể nhìn ở dưới này nha, khi mà nó đã lên màu cánh gián là nó đã được rồi, mình có thể trở bề mặt. Đúng rồi ha. Và các bạn lưu ý là gan ngỗng mình không cần phải ăn chín 100%. Nó sẽ giống như là một miếng miếng steak bò mình. Mình có thể là mình ăn tái, tái vừa, chín vừa, chín rồi chín tới nữa nha các bạn. Đó, thì hôm nay Tom sẽ làm, tại vì Tom thích cái miếng gan ngỗng của Tom, nó juicy, nó ướt một chút xíu, nó mềm. Đó, thì Tom sẽ làm nó ở mạng, ở cái độ gọi là medium. Đó, thì một miếng gan ngỗng khi mà mình nấu xong nó sẽ cần thời gian để nó nghỉ khoảng tầm 30 giây cho đến 1 phút. Bây giờ thì mình sẽ đi đến cái phần cuối cùng của món của Tom ngày hôm nay, đó là trang trí món ăn. Trang trí ha. Ừ. Thì anh Cương có thể mình cắt cái phần gan ngỗng ra giùm Tom được không? Rồi, ok. Một lưu ý nữa cho bếp Nhật ha, là họ sẽ trang trí theo cái số lẻ. Một, ba hoặc năm hoặc bảy. À vậy thì tại vì người ta cho cái đó là cái con số lẻ là con số dương và số chẵn là số âm, cho nên người ta tin vào cái điều đó, người ta thường hay trang trí vào số lẻ 1, 3, 5, 7. Cái đó thì ở đây mình phù hợp nhất là 5. Bây giờ thì ở đây Tom có chuẩn bị sẵn cái vỏ của con nhum vừa rồi mình cắt nó ra, thì Tom sẽ sử dụng nó giống như là một cái chén để mà mình ăn.
Bây giờ mình sẽ rưới cái sốt này lên, xong sau đó mình sẽ khò nó cho nó lên cái mùi hương của nêm. Anh Cường có thể lấy giùm tao cái đèn khò. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ rưới cái sốt đó lên. Luôn. Sau đó là mình sẽ khò nó. Khò nó ha. Anh Cường có thể khò giùm tao được không? Hơi bên chút xíu thôi ha. Đúng rồi, mình sẽ cho nó bên. Bên hoàn toàn hay sao? Bên nhiều chút xíu đã nhiều lên không? Cái mùi, đúng rồi. Rồi, bên cái phần nhum thôi, bên cái phần gan nóng. Nice. Rồi bây giờ Tom sẽ xịt cái sốt này lên. Espuma. Cái bình sốt espuma này lên. Càng đơn giản thì càng tinh tế. Đó, thì mình sẽ rắc cái bột cháo nori. Bột nori. Cho một ít ikura. Ikura này lên trên. Nó giống như là những cái viên ngọc. Rồi, bây giờ tao sẽ đặt cái này lên trên. Rồi bây giờ mình sẽ cái đó má anh phơi đồ. Rồi, bây giờ Tom sẽ đặt nó ở trên này. Ok. Nice. Rồi, thế là Tom đã hoàn thành món ăn của Tom rồi. Anh cũng đã hoàn thành món ăn của anh rồi. Từ hôm nọ. Vậy thì bây giờ mình thử món của nhau đi ha. Ok, rồi. Có vẻ mình có vẻ lời hơn tại món ăn này mới làm xong. Ok. Thì Tom hướng dẫn qua cho. Rồi. Tức là cái cách mình thưởng thức như thế nào cho nó trọn vẹn nhất. Đó thì cái cách mà Tom trang trí nó cũng là một cái thông điệp cho khách hàng. Đó tức là khi mà mình có những cái trứng cá hồi nè, cái wasabi chung nè, rồi mình sẽ múc thẳng xuống dưới, mình sẽ múc lên trên. Đó tức là mình sẽ múc vừa miếng gan ngỗng và vừa miếng nhum luôn. Đó thì để Tom múc cho anh Cương nha. Thì mình sẽ thưởng thức như vậy trước, xong rồi sau đó mình sẽ ăn kèm với lại cái bánh của mình ha. Ok rồi. Món ăn này thật sự rất là ngon các bạn ạ. Thật sự thì có cái wasabi á, nó ở cuối cùng nó làm vực dậy tất cả các hương vị này. Rồi. Và cộng thêm cái hương vị rất là béo của cái gan ngỗng á, rất là strong. Nó mình rất là thích. Đây là cái cách mình thưởng thức. Nó khác một chút xíu, tức là nó sẽ có cái vị giòn. Giòn nữa ha. Tức là nó sẽ đầy đủ các cái giác quan, ngũ quan, giòn rồi mềm rồi tất cả mọi thứ. Rồi. One shot. Rất là béo. Cái này là món ăn rất là bổ dưỡng các bạn. Bây giờ Tom sẽ thử cái món của anh Cương. Thì mình sẽ thưởng thức như thế nào? Ít ngược nó lại. Chính xác. Cái vị béo của con nem. Cái vị ngọt của cái sauce. Sau đó là cái vị của con sò điệp. Cuối cùng là cái vị wasabi. Nó balance lại tất cả mọi thứ. Rồi cơm là cái vị chua của giấm. Thật sự chỉ một miếng nhưng mà nó là một cái bản giao hưởng cực kỳ hoàn hảo của cái buổi tối ngày hôm nay. Và Tom cảm thấy là Tom rất là may mắn là Tom học được rất là nhiều trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay thì bản thân anh Tom, anh học được cái cách mà Tom xử lý cái gan ngỗng nó rất là chính xác và ấn tượng. Nó là nhiệt độ của cái chảo mình bao nhiêu ha, mình cho vô cái miếng gan ngỗng của mình không di chuyển đúng không, là phân biệt bằng cái màu cánh gián ở phía dưới đó. Bằng cách đó thì các bạn có thể mà làm được cái món gan ngỗng này hoàn chỉnh hơn như là Tom nha. Và đặc biệt hơn hết là sau khi đó các bạn phải rest nó 1-2 phút gì đó, hay là 5 phút đúng không? Đó. Và đặc biệt hơn nữa, kỹ thuật mà espuma này để đạt được độ chính xác cao thì các bạn phải làm như thế nào? Như vậy là sau phần
thử món ăn của nhau á, thì Cương và Thơm Mì đã học hỏi cái nền văn hóa ẩm thực của nhau rất là nhiều trong ngày hôm nay. Nếu như các bạn thích cái phần video hôm nay, các bạn xin cho Cương và Thơm Mì một like nha. Nhớ like, subscribe và share video này. Nếu như các bạn có những cái yêu cầu về những cái món ăn đặc sắc khác mà các bạn muốn tìm hiểu sự giao thoa khác á, các bạn có để phần comment bên dưới thì sẽ có sự trở lại của sếp Thơm Mì nữa nha, để mà các bạn có thể học hỏi nhiều thêm nữa. Còn phần trước của video này các bạn có thể tìm ở dưới link ở phần description nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video mỗi thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Xin chào các bạn.